Bên cạnh việc đi viếng chùa, lễ Phật cầu cho gia đạo bình an, thì người Việt thường chọn ăn chay trong những ngày rằm, đặc biệt là rằm lớn như là rằm tháng giêng. Và nắm bắt xu hướng này thì bà Quỳnh Thị Hằng và con dâu ở phường An Cư, quận Ninh Kiều đã làm một số món chay theo cách dân gian, kết hợp với ứng dụng công nghệ số vào việc kinh doanh, ngày càng thu hút nhiều khách hàng đặt mua và tìm đến. Là người ăn chay, bà Hằng làm món chả chay dùng ăn trong gia đình. Từ khi có khách mua hàng khoảng 2 năm trở lại đây, bà Hằng vẫn giữ y cách làm, cách gói như ban đầu. Trước tiên đảm bảo vệ sinh thực phẩm như lá được trụng nước sôi trước khi gói, dùng dây lát chứ không dùng dây nhựa và hấp bằng than nước, bởi làm kỹ phải mất nhiều thời gian. Từ khâu sơ chế đến gói một đòn nửa ký mất hơn 1 giờ, thời gian hấp mất thêm 2 giờ nữa. Sản phẩm cơ bản theo cách dân gian, còn bán thì thông qua ứng dụng công nghệ số do con dâu bà Hằng đảm trách. Ăn chay rồi tự học, tự mình chế biến làm ăn, tạo kia mình sẽ cắt ra mình rửa thật sạch, xong rồi cái mình trụng nước sôi, trụng xong rồi dắt cho khô, khô mới ướp gia vị vô. Gia vị là bình thường đồ đặt nem chai với đường tiêu rồi thôi, chứ muối không có gì hết. Rồi không có bảo quản nha, không để lâu được. Rất là hiếm có chỗ nào bán chả chay làm bằng lá chuối mà cột bằng dây lát. Và từ đó thì em bắt đầu em đăng lên Facebook, bạn bè, rồi xong rồi mọi người ăn thấy ngon, người giới thiệu người này người kia đến. Rồi em bắt đầu lúc đầu em bán lẻ, xong rồi một số anh chị khách sĩ có mong muốn là muốn chia sẻ đến những người thân của họ thì bắt đầu là em sỉ cho họ và họ bán. Và em sỉ khách rất là nhiều nơi, chỗ nào có xe đi tới là em sỉ được. Đầu tiên là em dùng thử, em thấy ngon, em bắt đầu em mới chia sẻ ra cho bạn bè, rồi đăng bán, rồi từ từ cái những đầu tiên là những cái khách hàng đều là bạn hết, rồi sau đó là bạn bè mình mới share bài ra, rồi với giới thiệu cho nhiều người nữa. Cùng với món chả, bà Hằng và con dâu còn bán món chả giò chay và bông chay, làm kỹ lưỡng, chất lượng như dùng trong gia đình và tiêu thụ thông qua các kênh mạng xã hội. Mất nhiều thời gian công sức, bù lại là niềm vui có thêm thu nhập. Đó cũng là một trong những đặc trưng của ứng dụng công nghệ số vào cuộc sống trong cộng đồng dân cư.